Xin chào các tình yêu của CC. Lạnh rồi các bạn, lạnh rồi. Thì bây giờ đây là những cái áo đầm giống như mọi năm thôi. Thì CC biết là những cái áo đầm này thì các bạn ở Mỹ nhiều lắm đúng không ạ? Đây là những cái dạng đầm với cái mình vải các bạn có thể mặc quanh năm. Xuân, hạ, thu, đông đều đẹp cả. Lạnh thì các bạn mặc cái quần ấm vào, mang đôi boot cao tới đầu gối hoặc là như vậy. Các bạn có thể mặc những cái quần ấm. CC có 5 màu, khoảng chừng 2 tuần nữa thì hàng về tới ha. Các bạn nào mua sớm thì sẽ lựa được màu đẹp. Còn các bạn mua trễ thì CC nghĩ là chắc chỉ có màu đen và màu nâu thôi ha. Còn mới thì 5 màu. Năm ngoái CC bán 1.000 cái quần đúng luôn đó các bạn, đúng 1.000 cái. Còn năm nay thì chưa biết là sẽ bán được bao nhiêu cái ha. Thì bạn nào nhanh thì lựa sớm. Nhưng mà năm nay nè, CC có mua size lớn lắm nha. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Tức là size 2 extra large luôn á. Lớn lắm. Mà cái loại quần đó là nó giãn dữ lắm. Cho nên các bạn đừng có mua quá lớn ha. Thí dụ như các bạn size X small thì mua small là được rồi. Chứ nhiều khi các bạn size X small, small mà các bạn đòi mua tới medium large thì các bạn mặc á, các bạn cảm tưởng thôi à. Nhưng mà các bạn biết không, những cái dạng quần đó các bạn mặc rộng á, khi các bạn đứng lên ngồi xuống á, cái đó đùng đùng ở chỗ này nè, các bạn khó chịu lắm. Cho nên cứ mua small, medium là được rồi, ngoại trừ các bạn nào mà thật là lớn ha. Có 5 màu rất là đẹp đó. Quần đó mặc được hai mặt, mặt trái và mặt phải ha. Tại vì nó có nhung và thun bình thường, rất là ấm. Mặc với những cái dạng đầm như vậy nè các bạn. Cái đầm này là hiệu Calvin Klein, size medium, rẻ tiền lắm. Chưa on sale mà có 69 đồng. Thì đây, mình vải tuyệt đẹp luôn. Đây là những cái áo đầm mà các bạn nào mà đi Việt Nam á, rồi về các bạn đi du lịch chơi á, là các bạn nên mua những dạng đầm này nè, thích lắm. Thật là đáng yêu và dễ thương. Mang giày boot được, mang giày bata được, mang sandal được. Thật là dễ thương nè. Đó. Các bạn nhắn với CC á, CC ơi, CC chịu khó đi CC. CC mặc vào người đi, chứ CC cầm lên rất là khó mua. Thì CC cũng để ý, những cái nào mà CC cầm lên á, là một video có làm 20-30 cái áo đầm đi chăng nữa cũng chỉ bán được có chừng 5-7 cái thôi à. Là tại vì sao? Thì các bạn nói CC mặc vào người thì họ mới có thể nhìn thấy được cái vai, cái ngực, cái eo, cái bụng, cái mông và chiều dài, rồi họ trừ hao ra. Cho nên là thôi, để CC chịu khó mặc ha. Thì đây, đây là size medium. Chị em nào mà thích mặc rộng thì mặc như vậy. Đây là những kiểu đồ dễ mặc lắm. CC size X small đó. Nhưng mà CC vẫn mặc size X small, small, medium đều mặc hết. Giặt thoải mái nha các bạn, mà đẹp lắm. Cái này nó không có nhanh, mà nó hút mồ hôi nữa ha. Đây, size medium. Có một cái này thôi ha. Với cao đầm này, CC nghĩ là các bạn nên xách với lại cái bóp này. Hiệu Auto, rất là đẹp. Đó, rất là tiệp màu luôn đó. Mặc như vậy là nhìn các bạn lịch lãm đẹp lắm. Áo đầm này thì quá rẻ rồi. Không còn nào mà có thể rẻ hơn như vậy được nữa ha. Bóp này, một gang tay CC. Cái bề đáy rất là lớn ha. Chiều này lên, gần một gang CC. Đựng được nhiều đồ lắm, cho nên các chị em yên tâm. Hiệu Order thì khỏi phải nói rồi. Ở Việt Nam có tiệm Order, nhưng mà đồ mà họ bán ở trong đó đó, đồ cũ của bao nhiêu năm về trước hết rồi. CC vào xem rồi, vào tiệm đó luôn đó để lựa đồ mua, nhưng mà không có cái gì CC mua được hết. Lúc mà đi Hà Nội chơi đó. Thì đây nha, thật là đẹp. Cái bóp này vừa đẹp vừa sang. Đã. Rồi, bây giờ CC sẽ qua cao đầm khác nha. Và tiếp theo, CC có một cái áo này nha. CC mặc chắc cũng hồi
cách đây vài tháng rồi ha. Thấy đẹp quá, mua tiếp nè. Cái này màu đỏ bật đô nha. Cái này là hiệu Juicy ha, rất là đẹp. Đây là mình vải thun gì đó các bạn, nó không có nhăn đâu ha, thiệt là thích luôn. Size XL này các bạn thấy không? Cái hồi nãy CC mặc là size medium lần đó. Đây là size XL. Mình vải thun này là nó giống như cái loại thun của Adidas vậy đó các bạn. Thích lắm, đẹp lắm. Đó nè. Có cái nón nữa nè. Đây là những đồ mà bắt đầu mặc từ mùa này và tới xuân hạ thu đông các bạn có thể mặc được. Và đây là những kiểu đầm mà mặc đi du lịch là trên cả tuyệt vời luôn. Thứ nhất là tay dài, thứ hai có nón, thứ ba thun lạnh và dễ mặc nhất nhất luôn. Màu đỏ bọc đô rất đẹp, size XL với một thương hiệu nổi tiếng ha. Đó, trên thế giới nha, chứ không phải là nổi tiếng ở Mỹ không đâu. Trẻ trung và xinh đẹp. Thì bây giờ mặc cái đầm này, chúng ta xách cái giỏ gì ha? Đi du lịch chơi thì chúng ta đeo ba lô đi. Đây là cái ba lô thương hiệu của Pháp, thương hiệu ông già. Cái tên ông rất khó đọc cho nên CC không có đọc được. Tới giờ cũng chưa đọc được nữa đó. Thì đây ha, đeo cái ba lô này đi du lịch. Ông là nhà design của hãng Chanel cho nên là ông rất là nổi tiếng, ai cũng biết tới ông. Đó, như vậy nè, đáng yêu và dễ thương nhất luôn á. Cao đầm màu đỏ, chữ màu đen, cái ba lô màu đen và có rất nhiều màu cho nên nó rất là nổi ha. Đó, trên cả tuyệt vời. Đáng yêu và dễ thương đó. Rồi, bây giờ CC qua cái khác nha. Và tiếp theo, CC thấy cái đầm này màu hồng, xách với lại cái bóp màu hồng này. Rất đẹp, màu rất đẹp, hiệu Odo ha. Đầm này là size small đó các bạn. Các bạn thấy không? Dạng đầm này rất là dễ mặc ha. Small CC mặc được, small mặc cũng được, medium mặc cũng được. Chỉ có cái medium là cái chiều dài nó hơi dài thôi ha. Nhưng mà cắt ngắn lên hoặc là như vậy cũng được. Là tại vì những dạng đầm này đó các bạn mang giày boot đó rất là đẹp. Hoặc là giày bata. Thậm chí mang sandal, mang dép cũng đẹp lắm. Đây là cái mình vải thun không có nhăn. Có độ co giãn rất là nhiều ha. Đây là size small. Giá chính thức có 49 đô à. Rất là đẹp luôn. Cao đầm này không có on sale, nó mới vừa ra CC mua luôn. Tại đâu có nào rẻ tiền hơn như vậy nữa đâu các bạn. Mà đúng size CC nữa. Mặt nó rộng rãi, thoải mái ha. Xách với lại cái bóp này thật là tuyệt đẹp đó. Một gang, hơn một gang. Cái này với lại cái hồi nãy cùng xem size đó, ở bên trong rộng như vậy nè. Có dây đeo ha. Ủa cái bóp này cái mạc đâu rồi? Nó còn mấy cái sợi dây nhựa nhưng mà nó không có mạc ha. CC chưa có xài đâu các bạn. Có thể nó rớt ở đâu đó ha. Đây. Thật là tiệp màu, thật là đẹp luôn. Những cái đầm này thì các bạn yên tâm rồi. Giặt thoải mái lắm ha. Nè, có cái nón rất là dễ thương, coi như là 50 đô, thật là đẹp luôn. Mấy cái này đó đúng size là mình phải mua liền, còn nếu mà không mua đó vài ngày nữa hết rồi, tại vì nó vô mùa rồi các bạn. Thôi kệ đi, không sale cũng mua, tại vì rẻ quá mà, có 49 đô, đẹp ha. Mình vải thích lắm các bạn. Mấy cái này là CC có mặc qua hết trơn rồi. Năm nào cũng mua hết. Đây. Cái này nó mới sale có 15% mà. Nhưng mà nó không có sale hơn nữa đâu các bạn. Tại lễ nè, cho nên nó sale. Và tiếp theo, đây là một cao đầm phải nói là
quá sức đẹp luôn các bạn. Đây là hiệu Nike đầm thun có túi. Nhưng mà một điều CC thắc mắc, đầm này là size XL, tức là extra large lận các bạn, mà sao CC mặc vừa quá vậy nè. Mặc vừa từ cái ngực cho tới chiều dài, nói chung là rất là vừa luôn. Thì làm sao các bạn size extra large các bạn có thể mặc được cái đầm này? CC không hiểu luôn. Size extra large quá là đẹp cái đầm này luôn đó các bạn. Mình bảy thun dày, có túi, ở bên trong là mặc với cái quần ấm. Cho nên CC nghĩ mặc dầu nó là size extra large nhưng mà các bạn sẽ không mặc vừa đâu. Bạn nào mà size small hoặc là medium, thôi CC nghĩ small thôi. Bạn nào size small thì mua cái đầm này, nhìn rất là hay và rất là đẹp các bạn. Cái đầm này nó có cái màu hồng, cho nên là các bạn nào mà mang vừa cái đôi giày này nè, size 8, cái đôi giày này mặc với lại cái đầm này là tuyệt vời luôn đó. Đây, bạn nào size small hãy mua cái đầm này, còn size small CC nghĩ không mặc được đâu. Đó, tại vì CC mặc là CC thấy vừa nè, đẹp lắm. Đây nha, rất là phù hợp với lại đôi giày này. Đôi giày này size 8, nhẹ lắm nha các bạn, hiệu Guess, nhẹ thật là nhẹ. Mà cái này là thun, nó ôm vào chân của các bạn ha, mang thiệt là thích đôi này. Thì bây giờ chúng ta mang cái đôi giày hồng, mặc cái áo đầm màu hồng, chúng ta có thể đeo với lại cái bóp này cũng là màu hồng của order. Thật là đẹp. Đôi giày size 8, cái bóp hiệu order với cái đầm này là tại vì cái đầm này nó có màu hồng, màu cam lợt và màu cam đậm. Hoặc là các bạn có thể mang guốc như vậy cũng được. Đầm này chị em nào mua thì mua ha, không mua CC mặc cái đầm này. Tại vì CC thấy CC mặc vừa nè, cái cổ vừa nè, cái nách cũng vừa nữa nè. Dạng này là nó rộng ở đây rồi thì không có sợ rồi. Đó, thật là đẹp cái đầm này luôn á. CC không tin luôn á nha, không tin là cái đầm này nó đẹp như vậy luôn. Tại cứ thấy size lớn á, cho nên đâu bao giờ mặc thử đâu các bạn. Vậy mà quá đẹp. À, cái bóp này, bóp này thì sách làm kiểng thôi, chứ chẳng có đựng được gì đâu ngoài cái để thẻ và để tiền. Này nè, nó đúng với lại cái màu áo màu hồng lợt, màu cam, cam lợt, cam đậm, màu trắng. Đó, thì chúng ta sách như vậy nè, đáng yêu và dễ thương vô cùng luôn. Làm kiểng thôi à, chứ không có để phone này nọ được đâu nha. Chỉ để thẻ và để tiền thôi. Đáng yêu, dễ thương vô cùng. Thiệt là thích đó các bạn. Bạn nào size small mua nha. Small, medium. Không biết medium mặc vừa không? Chắc có thể medium mặc vừa đó. Small và medium. Cái mông to cũng mặc được, cái bụng to cũng mặc được. Bạn mặc đúng thì nó sẽ lên như vậy nè, nó sẽ đẹp đẹp đó. Nếu các bạn size X small thì chắc mặc nó là dạng ôm rồi. Thôi, small với medium mua. CC thấy nó nhỏ quá à. Đó, tuyệt vời ha. Giờ CC qua cái khác nha. Và tiếp theo, thật là đẹp luôn. Đây là nguyên một bộ Tommy ha. Bạn nào thích cái nón nữa thì cho CC biết nha. Đây là cái áo đầm Tommy mình vải thun 4 chiều, size lót,
rẻ lắm luôn các bạn, có 49 đô là giá chính thức ha, 15% off. Đây, không còn cái nào mà rẻ hơn đâu. Cái này là size lót nha. Mặc một cái đáng một cái. Và đây là cái giỏ Tommy. Giỏ này là giỏ dù đó các bạn. Trời ơi, cái này lâu lắm rồi CC mới mua lại được. Ở ngoài một ngăn các bạn để phone, còn ở trong này thì rộng lắm. Tha hồ các bạn để nhiều thứ đồ bên trong ha. Đây, cái bóp này cũng rẻ nữa, có 80 mấy đô à. Tất cả hàng mới, mới toanh, cho nên nó chỉ sale có 30% trong cái dịp lễ bữa nay thôi. Thì đây, các bạn muốn dây dài xuống thì kéo dài xuống một chút. Cao đầm Tommy, cái chữ Tommy nằm ở bên đây. Và đây, đây là đôi sandal Tommy size 6, mà đôi này là size 6 nha. Đây, cao khoảng 5 phân, hơi nặng một tí. Thì đây, đúng bộ luôn. Chị em nào thích Tommy, mua lấy bộ này. Cao đầm size lót, nhưng mà các bạn size medium các bạn mặc được đó. Đây là dạng rộng, dễ mặc lắm. Và đây là cái bóp, rất là khó mua được như vậy. Lâu lắm rồi CC mới mua lại được như vậy đây. Và đây là đôi sandal size 6. Hy vọng bạn nào size 6 mua được đôi này thì hãy mua một bộ như vậy. Hiếm lắm các bạn, rất là hiếm. Rồi CC có mấy cái quần thun bó. Áo thì dễ rồi, mặc cái quần, mang đôi giày, xách cái bó thì áo nào bạn mặc cũng được. Đây là hàng CC Collection mà. Mê lắm các bạn ơi, thích lắm luôn. Thì đây nha, hãy mua lấy bộ này đi. Năn nỉ các bạn mua luôn đó, là tại vì nó đẹp lắm luôn đó các bạn. Các bạn mặc cái này ra đường á, Mỹ trắng họ nhìn các bạn họ thích lắm. Họ sẽ chạy tới họ chào các bạn, họ hỏi các bạn và họ hết các bạn. Bảo đảm luôn. Và tại vì sao? Cái này là đối với người Mỹ trắng, cái hiệu này là number one với họ. Mặc bình thường đẹp lắm, mê lắm đó. Nè, nói thiệt, năn nỉ mua luôn đó. Đẹp lắm ha. Rồi bây giờ qua cái khác nha. Và tiếp theo đây, các bạn thấy CC mặc đồ bụi không? Tại vì CC đi chơi nhìn thấy các chị tròn tròn người, thấp thấp người mặc những cái dạng đồ rất là hay, rất là đẹp. CC đã nói chuyện qua thì các chị nói rằng là mặc như vậy nè, đi du lịch chơi nó rất là thoải mái. Thứ nhất, cái khí hậu nó nóng hay nó lạnh không biết, thì mình cứ mang theo một cái áo sơ mi khoác và những cái áo kia. Mà cái này nó lại tiện lợi nữa, có thể mặc được với quần jean, có thể mặc được với váy, có thể khoác với lại cái đầm như vậy. Thì CC nói đúng rồi, chị giống ý em đó. Thì đúng ra đó là về Việt Nam, đi cái chuyến du lịch đó là đi Thái Lan các bạn, nhưng mà rồi CC cancel vì cái răng không có làm được, cho nên là CC không có đi Thái Lan. Cuối cùng mới là đi chọn cái chuyến ở bên Trung Quốc đó. Mấy chị đi du lịch nhiều lắm, cho nên là mấy chị chia sẻ là mặc như vậy nè, nó rất là tiện lợi. Những cái áo này mình mang theo, nếu mình không mặc đầm được thì mình cũng mặc được với quần jean. Thành ra đó là lý do các chị mua áo sơ mi khoác rất là nhiều luôn. Đó, thì đây nha các bạn. Thì đi một ngày đàn hoặc một sàn khôn không phải là cái gì CC cũng biết, nhưng mà cái gì CC học hỏi được của người này người kia mà họ nói đúng, họ giải thích được là CC chấp nhận, CC về chia sẻ với các bạn. CC cũng thường nói với các bạn ở Mỹ á, các bạn nên mua những cái áo sơ mi khoác. Chứ bây giờ á, không cần phải là những cái áo thun rồi khoác này nọ đâu. Người ta khoác áo sơ mi rất là nhiều, là tại vì nó tiện lợi lắm, nó tiện lợi rất là nhiều cái luôn. Thí dụ bạn không khoác thì bạn mặc được với quần jean, quần sọt nè, mặc được với váy đầm. Còn nếu bạn khoác vào thì nó sẽ là như vậy. Bộ này là size lót. Cao đầm thun ở bên trong này thì rẻ tiền thôi, nhưng mà rất là đẹp. CC có 30 mấy cái đầm như vậy nè. CC cứ mua để dành vậy đó các bạn. Vì sao? Vì cái thun nó mỏng ha. Mà là các bạn coi cái độ co giãn của nó nè. Các bạn mặc vào người các bạn mê luôn. Mà rẻ tiền, dễ mặc nữa. Có túi nè ha. Cắt ngang eo, phần ở dưới xòe, tức là nó che được cái bụng cho các bạn rồi. Cái mình vải nó rất là mát.
không nhăn nữa các bạn. CC có 30 cái luôn á, CC mặc á. Thích lắm các bạn ơi. Rẻ tiền lắm, rẻ lắm luôn á. Trời ơi, không tới hai bữa ăn sáng của các bạn nữa. Thì cái đầm này là size lót nha. Cái áo này là hiệu ông già. Thì cái áo này đắt tiền là các chị em biết rồi ha. Đó, hãy mặc lấy như vậy. Các chị lớn lớn tuổi á, hãy mua lấy bộ này. Và hãy mua lấy cái giỏ này để cho nó đi chung với cái áo. Cũng là thương hiệu ông già, thương hiệu của Pháp. Đây, người ta nhìn là người ta nhìn ở bề ngoài như vậy nè. Nhìn cái áo này và nhìn cái giỏ này. Còn cái áo đầm bên trong, người ta đâu có vạch của các bạn ra để người ta nhìn coi bên trong nó là cái gì đâu. Đó, mang đôi giày đen, high heel, sandal, dép đều đẹp cả. Mua thêm một cái nón hiệu ông già nữa đội vào. Như vậy là quá sang rồi các bạn. Các chị em lớn tuổi một chút, sang sang, đẹp đẹp, thì nên xách những cái nó natural như vậy. Một cái thương hiệu nhỏ như vậy thôi. Còn nếu các chị em thích cho nó nổi thì đây, chị sẽ có 4 kiểu thương hiệu của ông già ha. Đây, nếu mà muốn nổi thì xách cái bóp này. Đây, cái này thì có những cái hộp bling bling. Muốn nó nhu nhu một chút thì xách cái này. Muốn nó thật là nhu, đơn giản thì xách cái này. Đây là những cái giỏ thương hiệu của ông già của Pháp. Cái tên khó đọc lắm các bạn, xin lỗi là không có đọc được cái tên của ông ha. Thì ông là nhà design của hãng Chanel. Cho nên bất kỳ từ quần áo, giày, dép, giỏ sách, bóp, nó sẽ có một chút xíu gì đó của Chanel. CC bảo đảm với các bạn điều đó luôn. Thành ra sang lắm, đẹp lắm ha. Rồi thì đây là cao đầm cuối cùng và 4 cái giỏ cuối cùng trong video này. Các chị em nào thích cái nào, chụp lại màn hình. Các bạn ở Việt Nam gửi cho anh Sa 0982571934. Các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber. Số phone của CC là 1-706-987-9063. Các chị em ở Mỹ cũng vậy nha. 706-987-9063. Nhớ chụp hình gửi cho CC ha. Chứ diễn tả CC đọc rồi các bạn biết không có dấu nữa, hơi khó hiểu một chút. Cứ chụp cái hình thảy đó cho CC đi nha. Rồi, nhiêu đây nè. Và tiếp theo đây, đây là thương hiệu ông già đó. Cái này họ tặng thêm cho bạn. Cái này không, bạn mua là gần 50 đô cái này. 44 đồng 99. Cái khóa, cái móc khóa đó. Thì đây, giỏ này thì rất là lớn ha. Có dây kéo nữa cho nên là các bạn có thể mang ra phi trường. Đồ để ở trên vali các bạn kéo đi. Nó rất là to. Ở trong này có thêm 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn và một cái ngăn để thẻ nhiều lắm. Một cái giỏ này là đầy đủ cho các bạn đi ra phi trường rồi. Để cho vali kéo theo vừa sang, vừa lịch sự mà đẹp nữa ha. Đây, cái này mua trong sáp phíp nha các bạn. 198 đô, có 30% off à. Thật là đẹp. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Các bạn biết sao không? Mùa này là mùa của những cái giỏ lớn như vậy nè. Đi, bỏ quần ấm vào. Tại vì sao ban ngày nó chưa lạnh đâu. Các bạn đi tới chiều tối nó mới lạnh. Bỏ giày, bỏ dép, bỏ khăn choàng, áo khoác, vân vân, bỏ hết vô đây. Cái dạng nó đứng. Cho nên các bạn bỏ cái gì vào, các bạn không sợ nó bị phùng ra. Nó vẫn là cái hình thù của cái giỏ rất là đẹp. Còn có nhiều cái loại giỏ mềm á, bỏ đồ vô đó, cái nó thụng xuống nhìn hết đẹp. Thì đây, rất sang và rất đẹp giỏ nha. Và cao đầm này, đây là mình vải thun.
có độ co giãn nhưng cũng không phải là 4 chiều. Cái này là size small, có 49 đô thôi, giá chính thức 15% off, rất là đẹp luôn. Thích nhất là cái chữ Calvin Klein nè. Các bạn thấy có cái nào rẻ tiền hơn như vậy không? Không thể nào mà rẻ được hơn như vậy đâu các bạn. Mà đúng là hàng hiệu ha. Đó, size small nè. Bạn nào mua thì mua đi, tại mấy cái này CC có hết trơn rồi. Rất đẹp, thích nhất là cái chữ Calvin Klein. Trên cả tuyệt vời. Size small ha. Thì cái này nó nhiều màu đen quá mà nó có cái chữ màu trắng cho nên CC mới lựa cái giỏ này đó. Cái áo nó rẻ tiền thì cái giỏ nó đắt tiền một chút. Tuyệt vời không ạ? Xuất sắc ha. Mua thêm cái nón nữa, CC có kìa. Cái nón cũng hiệu Calvin Klein hoặc là nón hiệu này cũng được. Tuyệt đẹp ha. Rồi bây giờ CC sẽ qua cái áo khác nha. Và tiếp theo cũng là với cái áo đầm, rất là rẻ tiền các bạn ơi. Các bạn cứ thử nghĩ đi, hàng sale có 15% mà 49 đô là giá chính thức đó. Không còn cái nào mà có thể rẻ hơn được các bạn. Cái này là size X small nhưng mà petite nữa đó. Các bạn thấy không, X small CC mặc vừa, small medium mặc nó hơi rộng nhưng mà cũng rất là đẹp. Các bạn thấy X small mà petite không? Đúng ngay đầu gối luôn. Cho nên nếu mà mặc cái small hoặc là medium, nếu CC ở Cali hoặc ở Việt Nam, CC cũng sẽ cắt cho nó bằng ngay đầu gối như vậy đó. Thì nó mới đúng mà nó đẹp, mà nó giúp cho mình cao lên một chút. Còn mặc dài lược thừa quá mà cái dạng như vậy thì nhìn chúng ta bị thấp xuống, bị lùn đi đó. Thì với cái áo đầm này, CC sắp với lại cái bóp ý này. Dạ thật ha. Cái này CC có 3 cái, một cái màu hồng, cái màu đen và cái màu này. Ở bên trong có dây kéo. Các chị em thích những cái này nhiều lắm. Ồ, cái cọng nhựa này nó móc vào rồi, không kéo được nha. Mã này bán nhiều lắm rồi. Thì đây, chưa tới 1 gang, mà cái này thì hơn 1 gang ha. Da, thật là đẹp. Cái này là sản xuất tại Ý luôn đó. Thì đây, với CC là như vậy. Cái này màu xanh nha, chứ không phải màu xám đâu. Đây, như vậy là đủ đẹp rồi các bạn. Đó, các bạn muốn mua bóp thì mua, muốn mua đầm thì mua. Cháu ngoại CC đang làm steak cho CC ăn, nó thơm quá. Các bạn có nghe cái mùi chiên xèo 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 không? 17 tuổi rồi các bạn, biết lái xe, biết nấu ăn, biết làm hết tất cả. Đi ra mẹ phụ ngoài tiệm nữa. Được nhờ đó, được nhờ vài năm thôi à, rồi lấy chồng rồi lại thôi. Thì lại lo cho gia đình đúng không ạ? Thì đây nha, thật là đẹp. Và tiếp theo cũng với cái áo đầm, những cái loại mình vải nãy giờ CC review với các bạn, hiệu Calvin Klein size medium, chỉ có 49 đô thôi, 15% off. Size medium các bạn thấy dài không? Dài qua đầu gối CC ha. Cắt ngắn lên tới ngay đây. Đó là mặt nhìn các bạn cao, trẻ trung và xinh đẹp. Thì bây giờ với cái áo đầm này, nó có những cái hộp như vậy. Đây các bạn thấy không? Những cái hộp Calvin Klein. Mình không có giỏ, có bóp gì hiệu Calvin Klein hết. Cho nên là bây giờ mình xách với lại cái giỏ hiệu ông già này đi ha. Đây các bạn thấy không? Loại mới, kiểu mới nha. Đây là những cái hộp bling bling bling. Cái này mua trong shop VIP đó. Đây, một gang. Phần đáy to như vậy, hơn một gang. Cái này đựng được nhiều đồ lắm. Và có dây kéo, có dây đeo. Đó. Và đây, giá tiền là 198 đô, chỉ có 30% off thôi. Hàng mới, ngày lễ nó sale vậy thôi à các bạn ơi. Mua một cái đáng một cái, các bạn cứ việc vào shop VIP để xem giá cả đi. Đây, khi mà bạn của con CC gọi một cái là chạy lên mua liền à các bạn. Đây,
họ để sẵn như mình hết. Thật là tuyệt vời, nó bling bling nè. Cho nên là CC lựa hai cái nó giống nhau. Cái này thương hiệu của Pháp, ông là nhà design của hãng Chanel. Cái này là thương hiệu Calvin Klein, nổi tiếng trên thế giới. Này rẻ tiền thì với cái giỏ này đắt tiền là perfect. Mang được giày boot đen là trên cả tuyệt vời luôn. CC xin được tạm dừng video ở đây nha. Happy Thanksgiving. Bye bye. I love you.